1. Lô hội. Lô hội có đặc tính làm dịu da đầu và chống viêm. Nó đã được sử dụng từ lâu để giảm rụng tóc. Nó cũng là một phương thuốc tuyệt vời tại nhà cho tóc hư tổn và gầu. 2. Hoa oải hương. Tinh dầu hoa oải hương có mùi thơm dịu nhẹ và được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên để giảm căng thẳng. Việc massage da đầu bằng tinh dầu hoa oải hương cùng với dầu nền dầu hạt nho hoặc dầu hâu hâu bơ là phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả cho chứng rụng tóc từng vùng. 3. Hoa dâm bụt. Lá và cánh hoa dâm bụt được phát hiện có tác dụng kích thích mọc tóc và giảm nguy cơ nhiễm nấm. Nó cũng được sử dụng rộng rãi như một loại thảo dược bổ tóc để tăng độ dày của tóc. 4. Bạc hà. Uống trà bạc hà có thể giúp bạn thư giãn và cải thiện tiêu hóa. Ngoài ra, thoa dầu bạc hà lên da đầu có thể giúp tăng cường sự phát triển của tóc. Dầu bạc hà có hiệu quả hơn trong việc tăng số lượng nang tóc, độ sâu nang tóc và mật độ nang tóc.